Xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị thân mến, thông tin mới nhất từ Trung Quốc cho biết, khu vực miền Nam đã chứng kiến trận động đất mạnh nhất trong thế kỷ. Trận động đất có độ mạnh 9,5 độ Richter đã xảy ra vào lúc 8 giờ sáng 2 ngày qua và gây ra nhiều thiệt hại cho người dân và hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, theo bản tin của hãng báo cáo. Trận động đất đã đổ sập nhà cao tầng của chung cư vào một tòa nhà 5 tầng. Hàng trăm người đã thiệt mạng, trong số đó đã bị mất tích và bị thương nặng lên đến con số 1.980 người. Hiện tại, đội cứu hộ của Hồ Nam đang trong quá trình chạy đua với tử thần để tìm kiếm những người còn mất tích. Cơ quan địa chất Trung Quốc cũng cho biết một trận động đất mạnh nhất thế kỷ đã xảy ra tại miền Nam Trung Quốc đã khiến cho hàng ngàn người phải thót tim bàng hoàng trước lưỡi hái của tử thần ác liệt này. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong chốc lát, nhiều người vẫn đang bị mất tích và đang đối diện với cái chết. Do ảnh hưởng của trận động đất, nhiều con đường quốc lộ đã bị phá hoại nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông, một số tuyến đường đã bị cô lập. Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng khắc phục nghiêm trọng này. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ở Hồ Nam đã khiến cho 1.890 người thiệt mạng. Sau cơn động đất 9,5 độ Richter còn kèm theo những làn sóng dư chấn sau trận động đất đã san bằng 4 thị trấn của Hồ Nam, thảm họa đã ghi nhận là thảm họa động đất kinh hoàng nhất mọi thời đại. Theo báo cáo của Trung tâm chống thiên tai cho biết, tâm chấn của trận động đất dữ tợn này nằm ngoài trung tâm của Hồ Nam, cách mặt đất 20 km. Trận động đất kinh hoàng này đã có sự rung lắc rất mạnh. Sau đó, trận động đất dữ dội làm nhiều nhà tầng bị sập đổ, nhiều đoạn đường đã bị hư hỏng nặng. Phóng viên của chúng tôi đã báo tin về cho biết vào sáng 2 ngày trước, một trận động đất kinh hoàng tại tỉnh Hồ Nam, một trận sóng thần trước cơn di chấn động đất này đã ảnh hưởng tới hàng triệu người dân ở Hồ Nam. Người thì mất nhà cửa, người thì mất tài sản, người thân. Hàng trăm chiếc xe đã bị đè bẹp nghiêm trọng. Hiện nay, người dân vẫn chưa hết hoang mang khi bị tấn công dữ dội và bất ngờ như thế này. Theo như lời kể của người dân địa phương, trận động đất là nỗi ám ảnh và thiên tai tàn khốc nhất mà họ từng gặp từ trước tới nay. Những câu trả lời từ phóng viên của chúng tôi đã cho thấy họ đã thật sự ngã gục trước thiên tai kinh hoàng này. Một người dân địa phương cho hay trước đây chưa từng có trận động đất lớn nào mạnh như vậy và dữ tợn như bây giờ. Động đất quỷ quái này đã phá nát tất cả mọi thứ, không còn gì để nói nữa. Một người khác kể lại trong tiếc nuối và đau khổ. Giờ đây mọi thứ đã bị phá nát, không nhà, không xe, không việc. Người dân sẽ sống như thế nào đây? Trong lúc đó, đội cứu hộ đang ra sức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Hiện chưa thể khắc phục được cơ sở hạ tầng. Trước mắt, họ đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân bị thiệt mạng và tìm những nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 20 km, cách thành phố Hồ Nam khoảng 30 km về phía đông. Đây là khu vực nhiều người sinh sống. Theo thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc cho hay, thảm họa động đất ở tỉnh Hồ Nam vừa qua đã khiến cho nhiều người chết và mất tích, trong khi đó gần 500.000 người vẫn phải sống trong khu nhà tạm, nhiều trường học bị đổ nát. Bộ Y tế Trung Quốc đã xác nhận rằng trong số người bị chết và mất tích, nạn nhân thiệt mạng có 153 trẻ em và 2.000 người khác bị thương, trong đó có 600 người đang trong tình trạng nguy kịch. Cơn địa chấn đã khiến hơn 12.000 tòa nhà bị đổ sập. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Lực tác động từ cơn địa chấn đã gây ra hiện tượng hóa lỏng đất, khiến mặt đất ở Hồ Nam hóa bùn và sụt lún, nuốt chửng hàng nghìn ngôi nhà và các tài sản khác. Thảm họa cũng đã phá hủy nhiều tàu đánh cá và các cửa hàng, hệ thống tưới tiêu, cướp đi kế sinh nhai của nhiều người dân địa phương. Trận động đất đã giết chết hàng trăm người, tạo nên những bức tường bụi cao tới 50 mét, quét thẳng vào đồng ruộng, nhấn chìm nhiều thị trấn và lôi tuột nhiều nhà ra đường cao tốc, lật tung xe hơi cùng với tàu thuyền lên không trung như món đồ chơi của con nít. Sáng nay, South China Morning Post họp báo cho biết hàng trăm ngôi nhà ở làng Minh Hồ bị hư hại vì thảm họa vẫn chưa được sửa chữa. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế, tình trạng các cơ sở này vẫn rất nguy hiểm khi sử dụng, buộc các em học sinh phải học ở trường tạm và học theo ca. Trước đó, Ngân hàng Thế giới đã cấp cho Hồ Nam khoản vay gần 2 tỷ đô la Mỹ để giúp chính quyền thành phố Hồ Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan thăm dò địa chất Trung Quốc xác định đợt tâm chấn trận động đất cách Hồ Nam 20 km về phía đông. Theo báo cáo thiệt hại mới nhất của chính quyền địa phương, trận động đất đã ảnh hưởng tới khoảng 5 ngôi làng đã bị sập nát hoàn toàn tại vùng này, gồm hơn 13 ngôi làng đã bị hư hại hoàn toàn. Bên cạnh đó, hãng Reuters cũng đã đưa tin, theo thống kê thương vong thậm chí sẽ còn tiếp tục gia tăng gấp đôi. do các nhóm cứu trợ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiếp cận và tìm kiếm lại những khu vực miền núi bị ảnh hưởng. Mặc dù đường dây điện thoại đã bị cắt đứt tại nhiều khu vực, song nhà chức trách tỉnh Hồ Nam cho biết có hơn 570 người thiệt mạng ở một làng gần thành phố và hơn 1.000 người đã bị cho là mất tích. Ngoài ra còn có khoảng 900 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Cơ quan xử lý thảm họa của Trung Quốc cũng cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất rung chuyển nơi miền Tây Bắc nước này sẽ tăng lên rất nghiêm trọng. Hiện các lực lượng cứu hộ ở tỉnh Hồ Bắc đang nỗ lực chạy đua với thời gian với hy vọng tìm kiếm thêm được những người còn may mắn sống sót. Hơn nữa, vào ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã cho biết 5.000 người và 300 chó nghiệp vụ tham gia công tác cứu nạn. Trong khi đó, chính quyền cấp cao của Trung Quốc đã tới Hồ Nam, đồng thời thông báo chính phủ dự kiến chi bước đầu 50 triệu đô la Mỹ để khôi phục các khu vực ảnh hưởng công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai gấp rút tại địa phương gặp nạn. Hồ Nam đang tập trung vào các tòa nhà cao tầng bị đổ sập sau cơn địa chấn. Người dân tại khu vực Thanh Tạng đã được cung cấp đồ ăn, nước uống để đảm bảo giữ nhiệt trong nhiệt độ ngoài trời khi xuống thấp. Kính thưa quý vị thân mến, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được từ Bộ Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, nhiều khu vực ở Bắc Kinh, đặc biệt là trung tâm hành chính thương mại, đang sụt lún tới 1 mét rất nghiêm trọng. Theo tờ Telegraph, nghiên cứu về hiện tượng sụt lún ở Bắc Kinh được công bố trên tạp chí Telegraph và dựa trên InSAR, một loại radar theo dõi những thay đổi độ cao của mặt đất. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo hiện tượng sụt lún trước đó sẽ kéo dài và trở thành nguy cơ cho sự an toàn của thủ đô với hơn 20 triệu cư dân này. Một hoạt động của ngành đường sắt cũng đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành phân tích chi tiết những ảnh hưởng của hiện tượng sụt lún lên cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sắt cao tốc ở Bắc Kinh. Nhóm nghiên cứu cho biết mặt đất ở nhiều khu vực bị biến thành bùn lỏng, hàng chục ngôi nhà cao tầng bị đổ sập trong tích tắc. Giới chuyên gia gọi đây là hiện tượng đất hóa lỏng. Theo cơ quan khí tượng, khí hậu và địa lý, số người chết trong thảm họa kép động đất và sụt lún đã lên tới hơn 2.000 người và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Động đất gây ra các loại chuyển động trong đất nền do lực cắt nén trượt dọc theo mặt đất gãy, hậu quả nguyên sinh. Tiếp đó là hiện tượng trượt đất, nứt đất, rung lắc và hóa lỏng nền. Hậu quả thứ sinh rung lắc do động đất thông qua yếu tố cao tốc tác động trực tiếp lên các phân tử đất, từ đó ảnh hưởng đến sức kháng giới hạn đất nền. Một trong các hiện tượng đặc trưng của đất bị ảnh hưởng là nền hóa lỏng, một dạng tai biến thứ cấp của động đất. Khi đó, hiện tượng sụt chìm có thể xảy ra với đất nền có trạng thái xốp, hạt mịn, bão hòa với nước. Hiện tượng hóa lỏng không xảy ra với đất hạt khô và do độ rỗng cao. Khả năng thấm nước lớn làm cho các lực nước lỗ rỗng và xuất hiện trong đất hồi phục nhanh trở lại trạng thái áp lực thủy tĩnh. Ở trạng thái ban đầu khi có động đất, nền đất lún nhỏ, sự giảm sút trong cát hoặc đổ cứng do tăng áp lực nước lỗ rỗng là trong các vật liệu dưới nước bão hòa nước ở trong lúc có chuyển động nền động đất đến mức làm gia tăng đáng kể biến dạng lâu dài của đất, mà từ đây trở đi được coi là hóa lỏng. Bản chất của hiện tượng này là khi có rung chấn lên đến một giới hạn nào đó thì nước lỗ rỗng trong đất thoát ra đất nhanh, sức chống đất giảm, áp lực thủy động tăng lên tạo lực đẩy các hạt đất lên phía trên làm tiêu giảm thậm chí là mất đi. Áp lực trên cột nước lỗ rỗng trong đất đạt tới giá trị giới hạn, trọng lượng các hạt đất ứng suất hiệu quả lên tới giá trị bằng 0. Áp lực nước lỗ rỗng còn làm xáo trộn và yếu đi lớp phủ phía trên của lớp bị lỏng hóa của đất ở trạng thái gần như một dịch thể. Trên mặt đất hình thành một hố, miệng như núi lửa nhỏ, dạng hình côn, có hiện tượng cát sủi, khi đó đất ở trạng thái bị hóa lỏng. Nếu mực nước ngầm đang ngày càng nông và độ sụt lún càng lớn, khi đó toàn bộ mặt đất tự nhiên sẽ bị lún chìm xuống và gây ra tác động xấu đến ổn định và kết cấu công trình phía trên. Hóa lỏng đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ sâu mực nước ngầm, niên đại của nền đất và những khu vực gần sông, biển cũng dễ xảy ra hiện tượng hóa lỏng này. Được biết, Bắc Kinh tọa lạc ở vùng đồng bằng khô giáo, nơi nước ngầm tích tụ suốt hơn một thập niên kỷ, và khi các giếng được khoan vào mực nước ngầm hạ xuống tầng đất bên phía dưới rắn đặc, lại giống như một miếng bọt khô. Theo kết quả nghiên cứu, toàn bộ thành phố Bắc Kinh đang sụt lún, nhưng hiện tượng này xảy ra mạnh nhất ở quận Tiểu Dương. Nó bắt đầu phát triển từ năm 1990 với hàng loạt tòa nhà chọc trời, đường vành đai và các công trình khác. Nhóm nghiên cứu cho biết mức độ sụt lún không đồng đều ở một số nơi gây nguy hiểm cho tòa nhà và cơ sở hạ tầng khác. Hàng chục nghìn tấn nước ngầm ở trong nội thành và xung quanh Bắc Kinh phần lớn được sử dụng trong trồng trọt và làm đẹp phong cảnh. Chính quyền thành phố ban hành luật quy định về việc đào giếng nhưng chưa thống nhất trong thi hành. Theo Mai Trung, Giám đốc Viện Môi trường Công cộng ở Bắc Kinh, vào năm 2015, Trung Quốc khởi công dự án quy mô nhằm xử lý khủng hoảng nước tại Bắc Kinh. Chính quyền thành phố hoàn thành xây dựng công trình vận chuyển nước Bắc Nam trị giá 65 tỷ đô la Mỹ, thiết lập mạng lưới kênh đào và đường hầm dài 2.400 km nhằm giảm 44,8 tỷ mét khối nước vào Bắc Kinh. Vào tháng 1 năm 2015, lãnh đạo quận Triều Dương công bố kế hoạch ngưng sử dụng 367 giếng nước và giảm sử dụng 10.000 mét khối nước ngầm. Các chuyên gia nhận định còn quá sớm để kết luận dự án kênh đào có thể làm đầy tầng đất đá ngập nước và giảm tốc độ sụt lún của Bắc Kinh. Ảnh hưởng của hiện tượng sụt lún lên các tòa nhà và hệ thống đường sắt vẫn tiếp tục gây lo ngại. Một nghiên cứu của năm 2015 đề xuất chính quyền Bắc Kinh nên cấm khoan giếng ở gần đường sắt cao tốc. Thưa quý vị, cũng theo nguồn tin có liên quan, lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành, ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới, gồm sự tập trung vào tình hình ở Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.